Tại Học viện Ma Pháp Lee Garden, thứ được đánh giá cao nhất trong học viện chính là những người có tài năng về ma pháp. Những kẻ không thể sử dụng ma pháp thì không xứng đáng ở nơi này. Tại tầng 7 của hầm ngục, bên nhà ta, Win đang đấu với con quái. Với vài đường kiếm cơ bản anh đã hạ được nó dễ dàng. Nhưng đó chỉ là một con trong số cả đàn quái mà thôi. Tại Thánh Đô Ma Pháp ULV Lee Garden, ở học viện hiện tại, các học sinh đang được ông thầy Edward giảng dạy về chất xúc tác lửa trong ma pháp. Ông thầy đã gọi Win, nhưng thanh niên đang cấm cụi viết gì đó. Phải gọi vài lần thì thanh niên mới phản ứng lại. Ông thầy đã gọi cậu lên làm thực hành, khi lên thì cậu có chút lo lắng. Thấy vậy ông thầy bảo chỉ là bài thực hành thôi, chỉ cần dùng chất xúc tác và điều khiển ngọn lửa là được. Thanh niên tay đang run nhưng vẫn đọc câu thần chú, nhưng sau một lúc thì không có chuyện gì xảy ra. Thấy vậy cả lớp đã cười phá lên, ông thầy đã bảo cả lớp trật tự. Ông cũng bất lực, vì sao cậu vẫn không thể sử dụng ma pháp đơn giản như vậy. Win thì vẫn đứng yên không nói gì. Khi này một thanh niên tóc đỏ đã thi triển ma pháp lửa lên viên đá, làm cậu bất ngờ. Ông thầy Edward thấy vậy đã bảo tên Sion nên kiềm chế lại. Thanh niên thì nói rằng chỉ muốn giúp cho Win một tay mà thôi. Ông thầy Edward cũng không quan tâm, mà liền thi triển ma pháp làm cho ma thạch biến đổi. Ông thầy bảo ma pháp trên thế giới này có sức mạnh và quyền lực tuyệt đối. Các anh hùng cũng chính là ma pháp sư. Ở học viện này, những tài năng ma pháp luôn được coi trọng. Ông thầy nhìn sang bên bảo những kẻ không thể sử dụng ma pháp thì không thể trở thành hiền giả. Những kẻ như vậy thì nên sớm rời khỏi học viện. Tiếng chuông tan học đã vang lên, Win vẫn đang thở dài chuyện vừa nãy. Thì lúc này tên Sion và đồng bọn đã đi đến chỗ Win. Hắn biết cậu đã đi vào hầm ngục đó. Hắn thấy việc diệt quái ở hầm ngục để kiếm điểm là việc rác rưởi. Đúng lúc này thì một cô gái đi ra và bảo vệ cho Win. Sion thấy cô thì bảo cô đừng quan tâm đến kẻ bất tài này. Cô nàng nghe vậy đã đi lại trước mặt hắn. Cô nàng này là Colette. Cô không cho phép ai nhục mạ sự nỗ lực của Win. Cậu nghe vậy thì bất ngờ. Sion thì cười lên. Hắn thấy việc một người tốt bụng và nỗ lực thì không thể trở thành một ma pháp sư vĩ đại đâu. Và Mazaven nữa, nó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Trước khi đi, hắn không quên bảo rằng cậu nên xéo khỏi học viện này đi. Lolette và con mèo Kiki của anh thì lè lưỡi khinh miệt hắn. Sau đó, Colette đã an ủi cậu đừng để tâm đến chuyện vừa nãy. Nhưng Win thì bảo không sao đâu. Vì dù gì việc cậu không sử dụng được ma pháp là sự thật. Nhưng cậu cũng thấy rất may mắn khi được một cô gái dễ thương như cô quan tâm đến. Nghe được khen, mặt của Colette đã đỏ như quả cà chua rồi. Cô không biết mục đích của cậu khi nói thế là gì. Và cô cũng không biết cậu có nói vậy khi gặp ai khác không. Win bảo rằng từ nhỏ đã được dạy là phải khen con gái. Việc Colette dễ thương đó là sự thật. Cô giờ đã không chịu nổi những lời đó nữa, mà liền đẩy thanh niên ra. Sau một lúc thì cô đã lấy lại được bình tĩnh. Nhưng thấy cậu nhìn trên trời thì cô đã hỏi, anh bảo hôm nay bầu trời rất đẹp. Cô nhìn lên và cũng thấy vậy. Cô nghĩ các pháp sư Mazaven hôm nay cũng đang chống đỡ bầu trời rộng lớn kia. Khi xưa, lúc con người chưa biết về bầu trời, vẫn còn đang bị bóng tối giam cầm. Thế giới khi đó bị những kẻ từ thiên không xâm lược đến. Vào lúc đó, có 5 vị pháp sư đã đứng lên chống lại chúng. Sau khi đánh bại những kẻ xâm lược, các pháp sư đã phong ấn chúng lên bầu trời, thế giới được hòa bình trở lại. Mazaven được biết đến là 5 quyền trượng vĩ đại, đó cũng là giấc mơ mà mọi người muốn đạt đến. Colette tự hỏi không biết quyền trượng của công chúa băng giá Andisvina có đang theo dõi cô không. Win bảo là có đấy, cô ấy đang nhìn về đây trên cửa sổ tầng cao nhất tòa tháp. Lúc còn nhỏ, cậu và một cô gái tên Elfarier đã bàn về trên bầu trời có mặt trăng và mặt trời, và cả hoàng hôn nữa. Khi đó, Elfarier đã ước hai người có thể trở thành Mazaven và leo lên tầng cao nhất của tòa tháp để ngắm hoàng hôn. Lúc đó cậu đã nói rằng vậy chúng ta cùng đi nhé. Nghe vậy cô nàng Elfarier rất vui, và hai người đã móc tay hứa hẹn, nhưng đó chỉ là lời hứa trẻ con mà thôi. Tuy nhiên, Elfarier đã làm được. Với tài năng thiên bẩm của mình, cô ấy đã trở thành Mazaven trẻ nhất và leo lên tầng cao nhất tòa tháp. Còn cậu chỉ là một kẻ bình thường bất tài, luôn cố gắng níu kéo lời hứa năm xưa để có thể đứng bên cạnh của Elfarier một ngày nào đó. Quay lại, khi này thanh niên Win đang bị ông thầy Wagner mắng một trận vì cái tội tự ý vào tầng 7 của hầm ngục. Thanh niên đã xin lỗi, nhưng cậu thấy chỉ có cách đó mới kiếm điểm được. Ông thầy đã đưa ánh mắt hình viên đạn về phía cậu, nhưng dù vậy ông thầy vẫn cho cậu 2 điểm tích lũy vì tiêu diệt được Evergird. Nghe vậy thanh niên rất vui, liền đập tay với sử ma của mình. Khi này ông thầy Wagner hỏi cậu vẫn chưa từ bỏ việc trở thành Mazaven sao. Nghe vậy cậu có chút bất ngờ. Ông thầy nói để lên được tòa tháp cao đó thì cần một số điểm khổng lồ từ 3 nguồn là lý thuyết, thực hành và thực chiến. Với việc cậu không thể dùng được ma pháp thì cậu đã không thể đủ điểm từ bài thực hành. Vì vậy em mới đến hầm ngục để kiếm điểm thực chiến. Nhưng ông thầy bảo việc tiến tới trình độ cao hơn chỉ qua thực chiến là không thể, đặc biệt là những người không thể dùng được ma pháp như cậu. Win nghe vậy thì có chút trầm mặt xuống. Ông thầy Wagner thấy vậy liền bảo cậu nên tập trung tốt nghiệp đi, đừng mơ tới Mazaven nữa. Tôi cũng biết em đã mất rất nhiều điểm trong bài kiểm tra vừa rồi. Hiện giờ em phải kiếm ít nhất là 4 điểm nữa trong tuần này để không bị đuổi học. Win nghe vậy thì hoảng hốt vì chỉ còn có 2 ngày nữa thôi. Thế là thanh niên nhanh chóng móc quyển sách ra và tìm kiếm. Thấy cậu như vậy thì thầy Wagner đã gợi ý cho cậu rằng ở tầng 6 hầm ngục có một con quái là Baskerville.
nếu tiêu diệt được nó thì cậu sẽ được 4 điểm. Nghe vậy Win đã vui mừng mà nhào đến ôm ông thầy. Bên ngoài, tên Sion đã nghe hết mọi chuyện, hắn cuối cùng đã tìm được cách để đuổi cậu ra khỏi học viện ma pháp này. Tối đó, Win cùng với Sử Makiki đã xuống tầng 6 để tìm Baskerville, vì trước đó cậu cũng đã đánh bại một lần rồi, nhưng Kiki thì lại thấy lo, vì trước đó Kiki đã từng bị lửa của con quái thiêu một lần rồi, nhưng cậu bảo chỉ cần cẩn thận là được. Thanh niên đã quỳ xuống xin Sử Ma giúp đỡ, Kiki nhìn mà bất lực luôn. Một bên khác, nhóm của Sion cũng đang ở tầng 6 hầm ngục. Sion muốn tìm Baskerville trước Win để khiến cậu bị đuổi học. Một tên trong đó hỏi liệu có ổn không, vì chỉ có 3 người. Sion nghe vậy đã liếc tên đó một cái, làm thanh niên rén ngang. Sion tiếp tục bước đi, hắn giờ nghĩ một kẻ không dùng được ma pháp như cậu thì đừng nhắc đến Mazaven, và kẻ như vậy không xứng ở lại học viện. Trước tiên phải tìm được Baskerville và tiêu diệt nó. Nhưng chưa nói hết câu thì một tên trong nhóm đã bị một con quái đấm bay thẳng vào tường. Tên còn lại quay về sau thì thấy con quái đang đứng đó. Hắn đã hét lên, Win bên đây cũng nghe được tiếng hét, mà nhanh chóng dùng tốc độ của mình chạy thẳng đến đó. Khi đến nơi, cậu đã ngạc nhiên vì con quái trước mặt là Evil Sentinel, một trong năm đại quái vật thời chiến, đáng ra nó phải ở tầng sâu chứ. Giờ cậu mới nhận ra người bị tấn công là Sion. Thanh niên Sion bên đây thì liên tục thi triển ma pháp hỏa tấn công vào con quái vật, nhưng do sức mạnh quá chênh lệch nên không ăn thua gì. Win thấy vậy định đến cứu nhưng cậu đã khựng lại, tại sao mình phải cứu cậu ta chứ? Lúc nào, bất cứ đâu cậu ta cũng bắt nạt cậu mình. Đang định buông xuôi, nhưng nhớ đến lúc trước Elfie từng nói rằng cậu là người rất dũng cảm và tốt bụng, và cô còn tặng cho thanh niên cặp kính của mình. Win giờ đã hiểu ra, bản thân mình hiện tại chỉ muốn đứng bên cạnh Elfie mà thôi. Khi con quái tung đòn đến chỗ Sion, thì Win đã lao đến với tốc độ cực nhanh và chặn đòn của nó. Bên khác, ông thầy Edward đã đến gặp Wagner, và bảo rằng nhóm của Sion đã đến tầng 6 của hầm ngục. Wagner thì bất ngờ, nhưng khi nghe là tầng 6, thì Wagner rất bình tĩnh, vì anh biết Win cũng đang ở đó. Bên chỗ Win thì thanh niên đang chiến đấu một một với con quái. Cậu đã dùng tốc độ cực nhanh của mình, và xin nhẹ một ngón tay của con quái. Con quái lúc này đã cay lắm liền tung búa xuống. Cậu đã né nhưng nó đã vung gậy đánh bay cậu ra xa. Con quái tiếp tục tấn công dồn dập về phía cậu. Win nhanh chóng lao tới con quái, nhảy lên và đâm nó một nhát. Sion ở một bên thì ngỡ ngàng không tin vào mắt mình. Ông thầy Edward bên đây cũng ngạc nhiên không kém. Ông không biết chuyện này là sao. Wagner nói rằng trong người của Win có một sức mạnh thần bí giống ma pháp. Thanh kiếm của cậu cũng có sức mạnh như tộc người lùn. Cậu ấy cũng có sự nhạy bén và phán đoán hành động của quái chỉ với một lần nhìn. Cậu ấy chính là một chiến binh. Win bên đây đã đọc được hướng đánh của quái mà nhanh chóng né qua và chém bay một tay của nó. Win từ từ bước lại chỗ thanh kiếm, rút nó lên và chuẩn bị tư thế. Con quái lúc này đã tung đòn ánh sáng về phía Win, nhưng cậu đã chặn được và chém đôi con quái ra làm hai. Sau khi kết thúc, cậu đi về phía Sion và giơ tay ra. Cậu không sao chứ? Sion thấy vậy thì rất cay cú. Ông thầy Edward bên đây thì không tin vào chuyện này. Ông tức giận rời đi. Sáng hôm sau, Win tiếp tục bị thầy Wagner trao cho ánh mắt đầy yêu thương. Dù vậy, Wagner vẫn cho cậu 10 điểm tích lũy vì tiêu diệt được Evil Sentinel. Thanh niên rất vui sướng mà nhảy lên. Câu chuyện về một cậu bé không dùng được ma pháp thay đổi thế giới chỉ mới bắt đầu mà thôi. Hành trình của cậu sẽ như thế nào? Mọi người hãy chờ diễn biến tiếp theo nhé.